chúng ta có một cái ví dụ là một người nghèo và họ rất là vui khi nhận được một cái số tiền lớn trợ cấp chính phủ. Tất nhiên giả thiết rằng là khi mà họ nhận như vậy là họ nhận bằng cái tâm tham. Tôi muốn các vị Phật tử chúng ta đây chúng ta chọn thì nếu trong trường hợp người này có cái tâm tham đó, thì theo các vị đó thì sẽ là cái loại tâm tham nào trong các cái tâm tham mà chúng ta học bài học trước? Và để cho nhanh á, là các vị nha, ở đây chỉ là cái tâm tham thôi, cho nên chúng ta không cần biết đầy đủ, chúng ta chỉ chọn là thọ hỷ, hợp tà, vô trợ hoặc là hữu trợ thôi cho nhanh. Ở đây có các vị Phật tử, hầu hết là các vị học viên Vô Ánh, Tâm Tham Thọ Hỷ Hợp Tà Vô Trợ, Hồng Thị Kim Nhung, Hoa Siêu Trần Thọ Hỷ Hợp Tà Hỷ Ly Tà, tất cả là Ly Tà Vô Thọ Hỷ Hợp Tà Vô Trợ, Ly Tà Vô Trợ, Hoa Siêu Trần Ly Tà Hữu Trợ, Văn Viết Thọ Hỷ Hợp Tà Hữu Trợ, Thọ Hỷ Hợp Tà Hỗ Trợ, Tâm Tham Thọ Hỷ Ly Tà Hỗ Trợ, Tâm Tham Thọ Hỷ Ly Tà Hỗ Trợ, Hợp Tà Hỗ Trợ Thanh Hoàng Giả Nguyên, Hợp Tà Tâm Tham Thọ Hỷ Hợp Tà Hỗ Trợ. Minh Nguyện Hợp Tà Hỗ Trợ, Hồng Hạnh Hợp Tà Hỗ Trợ, Nghi Mỹ Ly Tà Hỗ Trợ, Ly Tà Hỗ Trợ. Rồi còn các vị nào còn cái còn cái chọn lựa nữa không à? Hiện tại là vị học viên cuối cùng là cô Như Thúy và cô Phật tử Phạm Tình Thảo, Asoka Hà Nội. Hầu hết ở đây chúng ta đều thống nhất là điều là thọ hỷ, bởi vì họ rất là vui mừng, đúng không? Cái vấn đề khác nhau của các vị học viên đó là có một vị đó là ly tà, có vị hợp tà, rồi các vị hữu trợ và có các vị là vô trợ. Và Phật tử Ngọc Dung gì mới đó là thọ hỷ, ly tà và vô trợ. À, chúng tôi tắt màn hình. À, thật ra ở đây cũng xin các vị lưu ý là đôi khi những cái câu hỏi chúng tôi đưa ra thì nó chỉ là một cái cách tương đối thôi đó. Ví dụ giống như là không phải những người nghèo nào mà họ cũng gặp một cái hoàn cảnh tương tự như vậy và đều có cái phản ứng cái tâm lý giống nhau. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ đưa ra để chúng ta minh họa và thông qua cái đó để có thể hiểu cái cách hiểu của các vị học viên. Rồi. Trước hết đó là chúng ta giả dụ như là người này nhận với cái thái độ bằng cái tâm tham, nên mình phải có cái giả thiết như vậy. Và vấn đề ở đây là chúng ta sẽ chọn cái tâm tham loại nào thôi. Thì do vì khi mà tôi biết tôi đặt cái tình huống này đó thì tôi có để cho các vị dễ suy nghĩ đó là trước hết đó là một cái số tiền lớn và người nhận ở đây là một người nghèo. Tôi muốn để cho mọi có cái có một cái cơ sở để chúng ta suy nghĩ. Một người giàu đó đôi khi họ nhận một cái số tiền thì nó không có quan trọng bằng người nghèo.
Cho nên do vậy mà khi mà một người nghèo mà họ nhận một số tiền là họ rất là vui mừng. Và chính điều đó là chúng tôi muốn nói đến cái cảm thọ của họ là thọ hỷ. Được. Bởi vì khi mà mình tiền mình giàu lắm đó, thì mình nhận được một vài triệu đồng mình mới thờ ơ. Còn những người nghèo đó, mỗi ngày chỉ có mỗi tháng chỉ kiếm được vài trăm đồng đó. Mà trong một lúc nào đó mà nhận được vài triệu đồng đó với họ là một cái số tiền mà họ rất là phấn khích. Do vậy là tôi muốn cái tình huống này chúng ta chọn cái thọ hỷ. Và sở dĩ mà tôi chọn là cái nguồn tiền mà từ chính phủ trợ cấp đó là để tôi tránh cái trường hợp là cái tiền do người ta trộm cắp. Cái tiền này là cái tiền hợp pháp. Và do vì cái tiền hợp pháp như vậy đó, nó không có liên quan gì đến vấn đề tà kiến hay không có tà kiến. Nha, cho rồi tôi vậy 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 thì tôi chọn tôi cố tình tôi đặt cái tình huống là cái tiền này là đó là cái đồng tiền hợp pháp. Do vậy ở đây chúng ta không có đặt cái vấn đề tà kiến trong đó mà là đương là ly tà. Và khi một người nghèo mà họ nhận được một cái số tiền đó thì họ lập tức họ vui mừng, chứ họ không cần phải không có một cái thái độ nào mà do dự hết. Ít nữa nếu có những người mà miễn cưỡng nhận đó, đó là một cái trường hợp hy hữu riêng lẻ nào đó, nhưng mà cái tâm lý phổ biến á là lập tức là họ vui mừng ngay thôi. Cho nên là cái câu trả lời của tôi đó là cái câu trả lời là cái tâm tham thọ hỷ ly tà mà vô trợ. Tức là gặp là thích thôi, chứ không cần phải có người nào mà nói là thôi năn nỉ mới lấy, không có cái chuyện đó là chính phủ cho là lấy liền, chứ không cần phải chính phủ phải năn nỉ mới lấy nha. Cho nên là vô trợ chứ không phải là hữu trợ. Thì do vì đây là cái đồng tiền hợp pháp, cho nên là lấy hay không lấy thì nó cũng không có dính liếu về vấn đề mà tạo cái ác nghiệp ở đây. Và cũng không có cái quan điểm rằng là lấy có tội, không lấy là không có tội, không có cái quan điểm về cái nghiệp báo. Cho nên là không có cái đề cập đến vấn đề kiến, tà kiến gì. Dạ, như vậy là cái câu mà tôi đề nghị là cái tâm tham trong trường hợp này chúng ta gọi là tâm tham thọ hỷ ly tà mà vô trợ. Do vì để tiết kiệm thời gian cho nên tôi chỉ lấy một cái tình huống thôi, còn các phần còn lại thì các vị Phật tử chúng ta cứ nhớ là cái tâm tham thì chúng ta có hai cái cảm thọ là hỷ và xả, rồi cái hợp với tà kiến hay là không có cái tà kiến, rồi có cái động lực thúc đẩy hay là không có động lực thúc đẩy. Và cũng xin nhắc lại các vị đó là cái tâm tham chia ra có 12 chia ra có 8 như vậy, nhưng mà nói gọn hơn là chỉ là một cái tâm tham thôi thì nó đủ, giống như chúng ta nói trong cái cách nói gọn là tham sân si vậy đó. Nhưng mà mình chia ra thì nó rõ ràng hơn. Và khi học về về tâm hay là sở hữu tâm này thì chúng ta phải coi đây giống như là cái bản mẫu chữ cái hay là cái bản mẫu hay là các cái con số tự nhiên từ 0 đến 9 khi mà chúng ta học tiểu học. Tức là ở tiểu học chúng ta được học về các cái bản tự, các cái bản củ chiên, củ chương, các cái bản mẫu tự, rồi các cái số tự nhiên từ 0 đến 9. Và tuy rằng là tiểu học nhưng mà được dùng xuyên suốt cho cả cái cuộc đời của một con người. Tức là học lên cao tới đại học, rồi trên đại học, rồi ra trường đi làm, thì cái bản cửu chương, các bản chữ cái và cả con số tự nhiên này vẫn được lặp đi lặp lại. Thì ở trong cái biểu đồ ví dụ pháp gồm 128 tâm, 52 sở hữu hợp hay gọi là 52 đặc tính của tâm, 28 sắc pháp và niết bàn, cũng như là cái pháp tục đế hay là chế định, thì đây là những cái vấn đề mà được đề cập xuyên suốt trong tất cả các cái vấn đề của ví dụ pháp. Sau này chúng ta dù có học phần duyên hay là phần duyên sinh hay lộ trình tâm vân vân thì những cái tâm pháp này cũng được nhắc lại. Và tôi cũng xin
các vị lưu ý là trong cái cách mà phân chia đó thì nó có nhiều cái cách phân chia. Ví dụ giống như chúng ta có một cái cách phân chia không có theo cái không có theo cái địa vực làm bốn, giống như là chúng ta có học một bài học trước mà nó có nhiều cái phân loại khác. Ví dụ giống như là phân loại thành ba, tức là thiện, bất thiện và vô ký, tức là không vô ký, tức là không thiện không ác. Tâm pháp này có thể chia ra làm ba là thiện, bất thiện và vô ký, hoặc là chúng ta có thể chia làm hai là cái tâm hiệp thế và cái tâm siêu thế. Nó tùy theo cái khía cạnh mà mình nhấn mạnh, do vậy mình có các phân loại. Chúng tôi phân loại theo cái bốn cái địa vực này là bởi vì đây là cái phân loại này là cái phân loại luôn cả một cái chương trình học, và cái chương trình học này cũng được rất là nhiều vị giảng sư theo cái phân loại này để hướng dẫn. Và do vì cái sự phân loại này nó có sẵn cái giáo trình, cho nên chúng tôi chọn lựa cái phân loại này. Và một trong những cái giáo trình đặc biệt đó chính là cái biểu đồ vi diệu pháp. Thì cái biểu đồ vi diệu pháp hay là cái bản nêu chi pháp đó, thì chúng ta có cái thứ tự là đầu tiên là cái dục giới. Cái dục giới là từ đây cho đến đây là dục giới. Đây là phần sắc giới, phần sắc. Ở đây là vô sắc. Giờ vô sắc. Và đây là phần siêu thế. Các vị thông cảm là khi cái cây viết cái viết chữ nó nhầm cái chỗ nào đó mà viết không được. Rồi. Và các vị ở đây nha, chúng ta nhớ ghi trong bài học nha, là bốn cái địa vực này là chúng ta chỉ mới có phân loại, chúng ta chia đối với tâm thôi. Chứ còn mà nếu mà chia hết các cái biểu đồ ví dụ pháp này thì lại là khác. Ví dụ giống như là cái biểu đồ vi diệu pháp này, chúng ta gồm có tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Thì khi đó nó cái dục giới nó thì bao gồm luôn cả cái sắc pháp, và cái siêu thế nó thì bao gồm luôn cả cái niết bàn. Ở đây các vị lưu ý. Nhưng mà do vì ở trong cái bài học này á, thì chúng ta chỉ mới học về tâm thôi. Và do vậy để các vị Phật tử khỏi có không dễ có tìm thì không có bị lộn xộn đó, thì tôi không có đề cập đến niết bàn ở trong siêu thế và cái sắc pháp ở trong cái dục, mà chúng ta chỉ chia để nói về phần tâm thôi. Dạ. Chứ không phải là cái dục giới chỉ có cái tâm dục giới thôi nha. Dục giới nó không bao gồm luôn cả cái sắc pháp, và cái siêu thế nó thì bao gồm cả cái niết bàn. Và do vì nó có một vấn đề tôi sợ các vị lẫn lộn á, là cái tâm siêu thế và cái tâm quả siêu thế đó thuộc về các pháp hữu vi, siêu thế hữu vi, và trong khi đó niết bàn là cái pháp vô vi. Do vậy khi mà chúng ta nói cái tâm siêu thế đó, thì chúng ta biết là có hai loại siêu thế là siêu thế hữu vi và siêu thế vô vi. Nó cũng giống như trường hợp là có hai cái pháp chân đế là cái chân đế hữu vi và chân đế vô vi vậy. Nhưng mà do vì hiện tại cái bài vở của chúng ta mà chúng ta nhắc lên quá nhiều chi tiết thì đôi khi các vị khó nhớ. Như vậy thì tạm thời cái phân chia bốn cái địa vực này thì chúng ta chỉ có phân chia trên các phương diện là về cái chỉ riêng về cái lĩnh vực của cái tâm pháp thôi. Thì cái tâm pháp đó thì phân được chia cái làm bốn: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì rõ ràng các vị thấy rằng là khi mà chúng ta chia theo bốn cái địa vực này á, thì nó trùng hợp với cái biểu đồ ví dụ pháp. Còn mà nếu mà chúng ta chia thành cái thiện, bất thiện và vô ký đó, thì nó hơi lộn xộn ở trên cái biểu đồ này,
là bởi vì trong cái dục giới cũng có thiện, bất thiện và vô ký. Trong cái sắc giới thì gần có thiện và vô ký. Rồi ở vô sắc thì gần thiện và vô ký. Rồi siêu thế cũng gần có thiện và vô ký. Chứ nó không có được thứ tự giống như là theo bốn cái địa vực dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Chính điều này cho nên là khi mà tôi phân loại tâm thì tôi phân loại theo cái biểu đồ vi pháp này để cho các vị Phật tử dễ dàng theo dõi. Và cũng theo cái cách đó, trong cái cách phân loại cái tâm dục giới mà chúng ta đang học đó, thì chúng ta gồm có cái 12 tâm thiện, là 18 tâm vô nhân và 24 tâm tịnh hảo. Thì nó cũng theo cái biểu đồ này, tức là ở đây là bất thiện, ở đây bất thiện, ở đây là vô nhân, ở đây là vô nhân, ở đây là tịnh hảo. Thì thành ra đó, đôi khi cũng có thể có vị học viên thấy rằng là trong cái tâm dục giới chúng ta chia rằng là ra là thiện, bất thiện và vô ký. Thiện là những cái tâm tốt, bất thiện là những cái tâm xấu, vô ký là những cái tâm không xấu không tốt. Thì cái cách phân loại này nó sẽ dễ nhớ hơn là chúng ta phân loại thành ba là bất thiện, vô nhân và tịnh hảo. Tuy vậy, bởi vì khi mà chúng ta phân loại này thì chúng ta sẽ dễ dàng theo dõi ở trên cái biểu đồ ví dụ pháp. Cho nên trong cái lớp này tôi chọn cái cách phân loại này. Rồi cũng vì cái lớp học ví dụ pháp khái lược cho nên thỉnh thoảng những cái gì mà có thể khái quát được thì nhắc đi nhắc lại để cho các vị Phật tử dễ nhớ. Do vậy ở trong cái tâm bất thiện thì nếu mà vị nào mà không có nhớ nhiều được thì chúng ta nhớ chỉ có ba là tham sân si. Còn mà nếu mà nhớ tốt thì chúng ta nhớ 12 là quá quý. Và hơn nữa thì khi mà nhớ 12 như vậy thì 12 bất thiện như vậy đó, thì chúng ta phải biết thêm rằng là nó tùy theo cái cách mà mình chúng ta phân chia thì có thể là cái tâm tham này nó là vô số, bởi vì chúng ta phân chia theo nhiều cái khía cạnh khác nhau. Là cái bài học tiếp theo á, bài học tiếp theo thì bài học tiếp theo trong bây giờ chúng ta đang những là vì sợ các vị Phật tử mặc dù nó hơi dài dòng nhưng mà tôi nghĩ kệ như vậy đó thì nó vẫn tốt cho những Phật tử nào mà chúng ta không có thời gian nhiều. Do vậy tôi lặp đi lặp lại sẵn ôn bài cho các vị luôn, là chúng ta đang học về cái pháp chân đế. Chúng ta đang học về cái pháp chân đế. Và cái phần chân đế này mình đang học đó là chân đế hữu vi. Trong cái chân đế hữu vi đó thì bao gồm, tôi viết cho kỹ luôn. Chân đế hữu vi đó thì gồm có tâm, sở hữu, sắc pháp, và cái phần trong cái phần hữu vi đó thì chúng ta chỉ mới có học cái phần tâm. Rồi trong tâm này đó thì chúng ta chỉ mới đi đến cái tâm dục giới. Rồi trong cái tâm dục giới này đó thì chúng ta đang đi đến tâm bất thiện. Như vậy là cái bài mà chúng ta đang học đó là tâm bất thiện. Trong tâm bất thiện là tham, sân, si. Bài học vừa tuần trước thì chúng ta học, bài học ngày trước thì chúng ta học về tham rồi, tham 8. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta học về sân 2 và si 2.
Bài học tối nay thì học về tâm sân. Tâm sân á, về phương diện cảm thọ thì chỉ có một cảm thọ thôi, tức là thọ ưu. Còn cái vấn đề tương ưng á, là chỉ có cái phẫn nộ. Còn về động lực thì cũng có vô trợ và hữu trợ. Do vì cái khía cạnh cảm thọ đó là chỉ có một thọ ưu, và tương ưng tức là đi chung, đi có mặt cùng với cái đặc tính phẫn nộ. Và động lực thì có hai, cho nên kết quả là cái tâm sân này đó là nó chỉ có hai thôi, là tâm sân. Tương tự như vậy đó, cái tâm thứ hai là tâm sân thọ ưu hợp phấn hỗ trợ. Cái tâm sân á, trước hết nó là về cái đặc tính của nó, là nó đối lập với cái tâm tham. Cái tâm tham đó là cái tâm mà nó dính mắc vào cái cảnh, vào cái đối tượng mà nó nhận thức. Thí dụ giống như là thấy cái cảnh đẹp đó, nó ưa thích, tai nghe tiếng hay thì nó thích thú, cái mũi ngửi được hương thơm thì nó thích thú. Còn cái tâm sân á, là nó đối lập lại, tức là nó bất mãn, nó không có vừa ý với cái đối tượng mà nó gặp. Như vậy nó ngược lại với cái tâm tham. Nhưng mà ở đây á, khi mà chúng ta nói rằng là cái đối tượng không vừa ý của cái tâm sân á, chúng ta nói rằng là tâm sân khi mà gặp cái đối tượng nghịch ý, không có vừa lòng, thì cái nghịch ý không có vừa lòng ở đây á, chúng ta phải hiểu rằng là nó gặp cái đối tượng, cái cảnh không đúng như là cái tâm tham mong muốn. Cho nên cái tâm sân á, là một cái hình thức tâm lý khi mà tâm tham không được toại nguyện. Và chính điều đó, khi mà một người mà không còn tâm tham thì không thể nào có được tâm sân. Bởi vì cái tâm sân á, là cái thái độ phản ứng khi không cái tâm tham không được toại nguyện. Các vị nhớ điều này.
Do đó khi mà tâm tham không còn thì tuyệt nhiên không có lý do nào mà tâm sân còn hết. Mà ở đây ấy, là chúng ta nhớ là thỉnh thoảng đó là chúng ta phải trở đi trở lại các cái loại tâm này. Nó cũng giống như là bản củ chương, giống như là các con số tự nhiên từ 0 đến 9. Và do vậy khi mà nói đến cái tâm sân á, là chúng ta cũng phải trở lại với cái tâm tham. Và bài học á, thỉnh thoảng chúng ta có nhắc lại cái tâm tham ở trong những cái trường hợp mà những cái bài học mà mình sẽ học sắp tới. Nhưng do vậy đó là những cái bài mà các vị chưa học, chính điều đó, đó nếu mà có chi tiết liên quan đó, thì chúng tôi cố gắng nói sơ được thôi, bởi vì không có đi sâu vào chi tiết được. Thì ở đây có một cái khía cạnh liên quan đó, tức là cái tâm tham, như là mình vừa học qua là cái tâm tham có được chia ra làm 8. Tâm tham được chia làm 8. Tâm tham được chia ra làm 8. Nhưng mà tính theo tính theo địa vực. Tâm tham chia theo làm 8 tính theo cái địa vực hay là cái lãnh vực. Có vị vẫn gọi là cái cảnh giới, nhưng mà cái này từ thì nó dễ làm lẫn nên chúng ta không dùng. Thì chúng ta có 4 cái địa vực là dục, giới, sắc, vô sắc và siêu thế. Cái tâm tham, cái tâm siêu thế đó thì hoàn toàn đó, là không thể nào làm cái đối tượng của cái tâm tham. Nhưng mà đối với cái cảnh sắc và cái cảnh vô sắc á, là vẫn còn là cái đối tượng của cái tâm tham. Do vậy đó, một người chứng thiền định thì vị đó từ bỏ cái sự ưa thích trong các cái cảnh trần hay là trong năm dục, nhưng mà vị đó còn cái sự ưa thích ở trong cái hạnh phúc của thiền định, cái hạnh phúc của sắc giới được gọi là sắc ái. Và cũng tương tự như vậy, đối với một vị chứng được vô sắc thì vị đó tạm thời thôi chứ không phải là diệt trừ nha, tạm thời là vị đó đè không có dục ái và sắc ái. Nhưng mà vị đó, cái vấn đề mà vị đó quan tâm á, cái vấn đề mà vị đó ưa thích đó chính là cái hạnh phúc của thiền vô sắc, gọi là vô sắc ái. Như vậy thân theo địa vức thì chúng ta tâm tham, thân theo địa vức tâm tham thì có 3. Tham trong các cái cảnh dục á, thì gọi là dục ái. Trong các cái cảnh trời sắc giới, trong thiền sắc giới nha, gọi là sắc ái. Cái sắc ái này nó không phải là chúng ta thấy cái cảnh đẹp chúng ta ưa thích thì chúng ta gọi là, cũng có đôi khi gọi là sắc ái, nhưng mà hay là cái cảnh cái tiếng hay chúng ta thích gọi là thinh ái, thì cái ái đó nó khác với cái sắc ái này. Rồi ở trong cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta đó là những người mà họ mê sắc thì cũng gọi là sắc ái, mà nó không có phải là cái ý, không phải là cái ý nghĩa mà chúng ta học cái chữ sắc ái ở đây. Sắc ái ở đây tức là cái sự dính mắc ưa thích trong cái hạnh phúc của một người chứng đạt thiền sắc giới. Và vô sắc ái thì cũng như vậy, tức là cái sự dính mắc vào cái tầng thiền vô sắc. Sở dĩ là tôi nhắc thêm về ba cái ái này đó, thì trong ba cái loại ái này đó thì chỉ có cái dục ái nó mới là cái điều kiện phản ứng dẫn đến cái sân. Còn mà
cái sắc ái và cái vô sắc ái này thì không có. Và đây là một cái lý pháp quan trọng. Chỉ một người á mà vì ưa thích trong ngũ dục thì người đó mới tạo cái điều kiện để có cái tâm sân. Chứ nếu vẫn còn cái phiền não, cái lòng ái, nhưng mà ái ở trong cái thiền sắc giới và vô sắc giới, thì cái ái đó nó không gặp những cái nghịch cảnh bất tội nguyện giống như là cái dục ái. Cho nên cái hai cái loại ái sau thì không phải là cái nguyên nhân chính để tạo, để dẫn đến một cái phản ứng tiêu cực là cái tâm sân, mà chỉ có cái dục ái. Và ở đây đó, có một hôm rồi có một vị Phật tử hỏi tôi đó là cái lòng tham là chỉ có năm cảnh hay là sáu. Thì do vì lúc đó trong bài học không có rõ, tôi nói tôi trả lời là năm cảnh cái dục thì có năm, nhưng mà thật ra thì có nơi nó thì vẫn có nói đến sáu. Lý do là chúng ta còn một cái cảnh nữa được gọi là cái cảnh thứ sáu. Cái cảnh này ví dụ pháp gọi là cảnh pháp. Cái cảnh pháp chúng ta có cái chúng ta có ngũ dục sắc thinh hương vị xúc. Đối với cái năm căn là nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân, trong tiếng Việt của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì năm cái cảnh tầng này, sắc tinh hương vị xúc, khi mà các căn của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân hay là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân theo riêng chữ Hán, thì khi mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân các căn này đối xúc với năm cái đối tượng là sắc tinh hương vị xúc, thì nó khởi lên là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt thức, ý thức, thiệt thức và thân thức. Đó là trường hợp mà năm căn này đối xúc trực tiếp với năm cảnh trần. Tuy nhiên nó có một cái từ đây nó có một cái cảnh thứ sáu gọi là cảnh pháp. Cảnh pháp, cái cảnh pháp là cái hình ảnh trạng lại của năm cái cảnh dục này. Ví dụ giống như là buổi sáng chúng ta đi chơi ở đâu đó, chúng ta gặp một cái cảnh đẹp mình ưa thích. Buổi chiều hay tối đó mình nhớ lại cái cảnh mình đi chơi buổi sáng, mình thấy là vui, mình vẫn còn thích. Như vậy là cái cảnh buổi sáng đó mà mình đã thấy đó, nó đã mất rồi. Và khi mà mình ngồi mình nhớ lại đó, thì cái cảnh đó nó thuộc thuần túy, nó thuộc về cái cảnh ý. Nhưng mà nó được trạng lại từ một cái cảnh sắc hay từ một cái cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Tức là hay nói cách khác, cái ngũ trần hay là năm cái cảnh trần đó, nó được lưu lại và nó nhớ ở trong cái tâm tưởng của mình thôi, chứ nó không phải là cái cảnh sắc trực tiếp, không phải là cái cảnh sắc cụ thể, không phải là cái cảnh thinh cụ thể, mà nó chỉ là cái sự trạng nhớ, cái sự tưởng tượng các cái cảnh đã qua. Tuy vậy nó vẫn là đối tượng để trong tâm, để cho cái tham, cái sân, cái si nó có mặt. Và cái cảnh này đó được gọi là cái cảnh thứ sáu, là cái cảnh pháp. Cái cảnh pháp tức là cái cảnh không phải, cái cảnh nó không phải là cái cảnh cụ thể, mà nó là cái cảnh trạng nhớ lại của cái năm cái cảnh kia. Và tuy vậy đó,
thấy rằng nó là nó vô hình, nó không phải là cái cảnh trực tiếp giống như là năm cái cảnh sắc thinh khí vị xúc. Nhưng mà ở trong cái đời sống của chúng ta sống rất là nhiều cho cái cảnh pháp này. Thí dụ như là một lời ai đó xúc phạm với mình nghe một tiếng nói khó nghe, thì khi đó đó cái cảnh thinh của chúng ta đó nhận ra cái tiếng đó, rồi từ cái tiếng đó cái tâm của chúng ta đó là tiếp thu quan sát rồi đoán định vân vân, cuối cùng là khởi lên cái tâm sân. Từ cái việc mà mình nghe cái lời nói khó nghe đó, rồi cái cảnh pháp là gì, là nó cứ nhớ lại cái lời nói người ta xúc phạm mình, và không phải là nó chỉ nhớ một lần mà nó cứ tua đi tua lại, nó lặp đi lặp lại nhiều ngày chứ không phải là một lần. Và nó không phải là một lần. Do vậy đó, khi mà nói đến cái cảnh trần, thường thường là kể năm cũng được mà kể sáu cũng được. Sáu ở đây chính là cái hình ảnh chụp lại của năm trần. Tuy vậy đó, là ở đây chúng ta sẽ học thêm về cái phần cảnh, cái phần đó là phần sau. Ở đây thì là chỉ là cái bài học nói thêm. Cho nên các vị học về cái tâm sân này thì chúng ta phải đặc biệt chú ý đến cái gọi là cái dục ái. Từ đây đó chúng ta sẽ hiểu ra rất là nhiều thứ. Tại sao là vị tu thiền định? Mà nếu mà vị đó tu thiền định đạt đến được cái mức độ cận định trở lên, tức cận định tức là cái giai đoạn cận kề với thiền chứng, cho đến vị đó chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là ngũ thiền. Sau này chúng ta sẽ học tại sao có khi gọi là tứ thiền, có khi gọi là ngũ thiền. Thì do vì cái giai đoạn này là vị hành giả đã kiềm chế được cái năm truyền cái, trong đó có cái gọi là cái dục dục cái hay là dục truyền cái. Và chính cái này nó giúp cho vị hành giả đó không có cái sân trong lúc đó. Và những chúng sinh nào mà sau khi chứng thiền định, nhờ cái năng lực thiền định đó sanh về các cái cõi trời phạm thiên, thì trong cái khoảng thời gian sinh vào cái cõi trời phạm thiên đó, vị đó không có tâm sân, và bởi vì vị đó không có dục ái. Tương tự như vậy đối với các cái thần thánh, cái thần thánh nào mà cái sân diệt thì dục ái không còn. Hay nói cách khác là cái thần thánh nào mà dục ái diệt thì không có sân. Do đó mà vị thánh tam quả, cái thần thánh thứ ba, vị đó không còn diệt, không còn dục ái ha, thì tự nhiên là cái sân của vị đó không còn. Cho nên là vị A-na-hàm á, các ngài vẫn còn ái, vị thánh tam quả vẫn còn ái. Nhưng mà cái ái đó đó, các ngài cái ái đó nó ở mức độ tế nhị hơn là chúng sinh phàm phu thường. Cái ái đó các ngài chỉ còn cái sự ưa thích ở trong các cái dính tắc, ở trong các cái hạnh phúc của cái thiền định, thiền sắc và vô sắc thôi, chứ không có cái trong cái tác cảnh dục. Chính cái điều này nó là một cái lý do mà tại sao mà vị A-na-hàm là không thể có cái sự sân hận được. Như vậy là chúng ta học thì chúng ta nhớ kỹ ghi chú những cái này, bởi vì đây là những cái lý pháp quan trọng. Ở trong cái và nhắc lại là chúng ta đang học về cái pháp chân đế hữu vi. Mà đã là chân đế đó thì nó phải có cái thực tính. Và cái tâm bất thiện nói chung và cái tâm si, tâm sân chúng ta đang học đó là nó thuộc về cái pháp chân đế hữu vi. Cho nên là chúng ta cũng thấy rằng là cái gì mà đã là chân đế thì nó có cái đặc tính riêng. Và ở đây chúng ta học về cái đặc tính của sân. Thank you.
Sân thì nói về cái đặc tính chữ lakhana. Tôi cố gắng tôi ghi chú thích thêm cái chữ Pali, quý vị Phật tử nào mà có ghi thêm được thì ghi, bởi vì rất là cần thiết. Vì sau này chúng ta tra cứu, lý do là khi mà chúng ta học trên tiếng Việt thì mỗi vị có cách gọi chữ lakhana này khác nhau. Như ở trong lớp học này chúng tôi tạm gọi chữ đặc tính, như là nhưng mà cũng có nơi đó, giờ nói thêm thôi, thì cũng có thể gọi là cái theo cái cách nào đó, như là dịch là bản tướng hay là tướng trạng gì đó, vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà cái chính đó là chúng ta biết rằng là đang dùng cái chữ lakhana của chữ Pali. Nên nếu mà mình ghi được cái chữ Pali á, thì sau này mình dễ dàng tìm đọc khảo cứu trong các cái sách khác. Cái đặc tính của cái sự sân hận á, là cái sự bất mãn. Và bất mãn với cảnh, đối lập với cái tâm tham á, là sự thích thú, sự dính mắc với cảnh. Thì cái đặc tính của sân đó là cái sự bất mãn với cảnh. Rồi nói về cái đặc tính cái thứ hai, nó là nói về cái tính năng của nó đó. Cái tính năng chữ Pali là rasa, và cái chữ này cũng có bị dịch nó là cái nhiệm vụ hay là cái phận sự. Cái tính năng của nó làm cho cái tâm nóng nảy, làm cho tâm nóng nảy. Và cái biểu hiện á, chứ biểu hiện ở đây cũng có vị dịch nó là sự thành tựu. Nhưng mà cái cách dịch này á, đôi khi một số người họ hơi có vẻ hơi khó hiểu nha. Ở đây chúng ta phải giữ biểu hiện. Cái biểu hiện ở đây tức là nó làm nó gây khổ hại, và cái thứ tư là cái điều kiện á, cái điều kiện để có tâm sân. Cái điều kiện để tâm tâm sân thì gặp cảnh bất bình. Gặp cảnh không vừa ý. Thì các vị lưu ý á, khi mà chúng ta nói đến cái nhân sanh á, thì nó có nhiều cái nguyên nhân, cái nhân gần nhân xa. Giống như hồi nãy tôi nói các vị á, là cái nhân chính để mà có cái tâm sân á,
là do người đó nó còn cái lòng dục ái. Nhưng mà ở đây chúng ta nói điều kiện mà khởi tâm sân á, là chúng ta cái nói cái nhân trực tiếp, nhân gần. Nhân gần tức là do vì người đó gặp cái cảnh không vừa ý, gặp cái cảnh bất bình, à, cái cảnh bất mãn. Ừ. Thì thành ra khi mà chúng ta học về cái nhân á, thì chúng ta phải biết là trong trường hợp nào mà nói cái nhân gần, trong trường hợp nào nói cái nhân xa. Cái nhân mà cái nhân cốt lõi, cái nhân mà cái nhân mà ở trong kinh gọi là cái nhân để cái nhân chính á, thì nó khác, mà đôi khi cái nguyên nhân phụ là nó khác. Rồi ví dụ giống như là mình nói rằng là tại sao mình bực mình, mình trả lời là do mình gặp cái chuyện như vậy cho nên mình bực mình, thì đó cũng là một quy lý do. Nhưng mình cũng có thể giải thích xa hơn, nói là do vì người đó mà còn tiền não cho họ bực mình, thì nó cũng là một cái lý do, nhưng nó một cái lý do xa hơn nha. Thành ra khi mà chúng ta học nhiều pháp đó là chúng ta học là lắm lúc quá thì thấy nó cũng lộn xộn, nhưng mà học để ý kỹ đó là ví dụ pháp để cho chúng ta có cái nhìn đa diện đa chiều, tức là khi về nói khía cạnh này thì nó như thế này, nói khía cạnh kia thì nó như thế kia. Và nhờ đó là khi mà chúng ta đọc ở trong các cái bài kinh tạng á, là cũng cái điều đó mà tại sao Đức Phật khi ngày kể nhân này, khi ngày kể nhân kia, đó là cái nguyên nhân xa và nguyên nhân gần. Ví dụ giống như là tại sao mình có được cất được cái căn nhà này, thì mình kể ra rất là nhiều cái nguyên nhân. Ví dụ giống như mình nói là nhờ có thợ thầy cho nên học cái căn nhà này mới định dựng lên. Rồi mình cũng có thể nói với nguyên nhân khác, mình nói rằng là ví dụ như là tại cha mẹ tôi lớn tuổi là muốn là cũng có cần có chỗ mà cũng ở cho sinh hoạt nó thoải mái vui vẻ với con cháu, cho nên là ông bà mới khuyến khích được vợ chồng tôi cất căn nhà này, vân vân. Thì nó có nhiều cái lý do, nhưng mà nhân xa nhân gần thì nó khác nhau, mà chúng ta học Phật pháp thì chúng ta phân biệt đó. Nhưng mà cái cốt lõi ở đây á, là cái dụng ái. Bởi vì tại sao gọi là cốt lõi, là bởi vì khi mà chúng ta nói cái nguyên nhân á, mà gặp cái cảnh không có vừa ý, gặp cái cảnh bất bình, chúng ta khởi cái tâm sân. Nhưng mà đó là cái điều kiện để khởi cái sự sân hận đối với một người còn cái lòng sân. Còn mà nói đối với chư thánh nhân tam quả trở lên, thì các vị nói dù trong gặp cái hoàn cảnh nào á, giống như vậy thì các vị cũng không có thể khởi được cái sự sân hận. Bởi vì cái nguyên do cốt lõi đó là do vị đó không còn cái lòng tham, và đặc biệt đó là cái dục ái. Thì khi mà chúng ta học về ở đây thì chúng ta kể đến là nhân, là nhân trực tiếp. Nhân trực tiếp ở trong cái tâm sân này đó là mình gặp cái cảnh bất bình. Thì ở trong cái tâm sân này đó, thì nó chỉ có hai loại tâm thôi, là cái tâm sân thọ ưu hợp với phẫn nộ và vô trợ hay là hữu trợ. Cái thọ ưu thì hôm trước thì chúng ta có nói qua, tức là một cái cảm thọ, tạm gọi là cái tạm cảm thọ khổ của tâm. Cái cảm thọ hỷ là cái cảm giác thích thú. Còn cái cảm thọ ưu là cái cảm giác ngược lại, tức là cái cảm giác không vừa lòng, khó chịu. Còn cái thọ xả đó thì trung hòa giữa cái thọ hỷ và thọ ưu, tức là cái cảm thọ không có vui và cũng không buồn. Do việc cái cảnh bất tội nguyện cho nên không có thể nào mà có cái thọ hỷ ở đây. Rồi là do vì cái tâm sân á, là nó phải luôn luôn á, là nó đi với cái sự phẫn nộ, mà lã là cái sự phẫn nộ rồi đó thì luôn luôn nó cho một cái cảm giác khó chịu, cái cảm giác thuộc về thọ ưu. Do vậy khi mà chúng ta học về cái tâm tham thọ ưu ở đây á, xin lỗi, tâm sân thọ ưu á, thì chúng ta chú ý một điểm để mình phân biệt cái thọ ưu thì khác với cái phẫn nộ như thế nào. Cái thọ ưu á, là chỉ cho cái cảm giác, cái cảm thọ mà mình đang tiếp nhận. Còn cái sự phẫn nộ á, tức là chỉ cho cái thái độ mình phản kháng lại cái đối tượng.
để các vị dễ hình dung hơn á, ví dụ giống như là một người nào đó nói lời xúc phạm mình, cảm giác là mình cảm thấy là khó chịu, thì cái sự cảm thấy khó chịu đó nó gọi là thọ ô. Và cái thái độ bất bình mình muốn làm cho ai đó khó chịu lại giống như họ đã làm như mình, thì cái thái độ phản kháng đó gọi là phẫn nộ. Tôi lặp lại, cái thọ ưu á tức là cái cảm giác mà mình nhận lãnh, mình lãnh chịu, còn cái phẫn nộ là cái thái độ mình phản ứng lại đối với cái đối tượng, cái sự việc, cái cảnh mà mình không ưa thích. Yeah. Cái cảm giác mà mình cảm thấy khó chịu đó nó thuộc về thọ ưu. Cái thái độ phản ứng đối với cái cảm thọ ưu đó là gọi là cái phẫn nộ. Là cái nói này nói cho vui một chút thôi, tức là ở một số cái tài liệu cũ ngày xưa đó là không không dùng cái chữ là tâm tham thọ ô hợp thẫn mà gọi là hợp phấn. Là hồi xưa đó là những người lớn tuổi đó, đôi khi dùng ngôn ngữ mà cái tiếng nào mà họ cảm thấy là hơi khó nghe một chút đó, thì họ đọc cái âm nó chạy đi, nó chạy đi. Dạ. Do vì cái chữ phẫn nộ mà chúng ta gọi, chúng ta dùng theo cái chữ Hán á, chúng ta chỉ gọi là chữ hợp thẫn á, thì chữ phẫn đôi khi nó đồng âm những cái tiếng không hay. Và do vậy ngày Tịnh Sự á, ngày có sửa lại là một cái âm gần gần đó là cái chữ phấn, nhưng mà do vì cái chữ phấn về cái nghĩa từ điển nó không có sát. Và do vậy chúng ta học thì chúng ta cũng giữ nguyên, nó không dù nó không có hay nó, nhưng mà nó là cái chữ đúng cho nên mình giữ nguyên. Còn cái chữ phấn thì nghe nhẹ nhàng nhưng mà nó dễ lộn. Mà cái chuyện này chúng ta nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh, là khi Hòa Thượng viết về truyện Kiều á, thì Hòa Thượng cũng có nói cái trường hợp tương tự đến với trường hợp của những ông cụ bà cụ ngày xưa. Ngày xưa ông bà hay những người lớn tuổi hay nói là nếu mà để cho con gái mà đọc truyện Kiều á, ngẫm khéo lớn lên là số phận giống như là chữ Kiều. Cho nên là mà ở trong gia đình của Hòa Thượng á, thì cũng là thích đã vậy nhưng mà lại là mê truyện Kiều, cho nên là thỉnh thoảng cũng lấy ra đọc. Nhưng mà đọc Hòa Thượng nhắc đó là cái câu là phận sao phận bạc như voi đó, thì mẹ của Hòa Thượng đề nghị thì khi đọc cái đó thì đừng có đọc là chữ phận sao phận bạc như voi, là bởi vì mình đọc như vậy nó đôi khi là nó bị ảnh hưởng đến cái số phận của con gái trong gia đình, cho nên là mình thay vì mình đọc là phận thì mình cũng sửa lại là chữ phấn cho nó mất trọng của chữ phận đi. Dạ. Dạ, đây tôi cũng nhắc cho các vị Phật tử là giống như là ngày xưa do vì chúng ta có cái suy nghĩ như vậy, cho nên ngày Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì ngày có sửa lại một cái âm này một chút, tức là tâm sân thọ ô hợp phấn, chứ không phải là hợp phẫn, nhưng mà chữ đúng là hợp phẫn, là phẫn này là phẫn nộ. Là tôi nhớ hồi nhỏ đó tôi học tôi không hiểu cái từ, khi mà tôi nghe cái chữ hợp phấn như vậy đó thì tôi liên tưởng đến cái hợp phấn cái bạn viết. Và do vì hồi nhỏ học thuộc lòng thì mấy sư lớn dạy sao thì dạy vậy, nhưng mà mình cũng có một chút thắc mắc là tại sao có cái hợp phấn ở trong đây. Nhưng mà sau này nghe mấy ngày lớn mới nhắc lại cái suy nghĩ của ngày Tịnh Sự thì chúng tôi, thì cho nên thì nếu vị Phật tử nào mà chúng ta đọc cái các cái bản cũ mà chúng ta thấy chữ hợp phấn thì chúng ta biết rằng đây là chữ hợp phấn nộ. Lời suy tạm thời là như vậy, thì nó chỉ có hai cái thái độ, tức là cái vô trợ và cái hữu trợ thôi. Và cái vô trợ và hữu trợ thì cũng được hiểu giống như là cái tâm, hiểu giống như trường hợp đó, cái tâm tham thì chúng ta sang qua cái phần tâm tâm si.
cái tâm si này thì có hai: si hoài nghi, và thứ hai là si phóng dật. Cái hoài nghi ở đây tức là cái sự ngờ vật thân vân, không có quyết đoán, đó gọi là cái tâm si hoài nghi. Còn cái sự phóng dật á, tức là một trạng thái tâm mà nó không có yên tĩnh, một trạng thái tâm mà nó sao động lao chao, nó không có định tĩnh, gọi là si phóng dật. Như vậy tâm si này là chỉ có hai thôi, là si hoài nghi và si phóng dật. Và nói về cái cảm thọ đó, thì tâm si này nhá, là trạng thái tâm xả thọ. Mà cái vấn đề ở đây đó là nói về cái ngờ vực phân vân lưỡng lự, cho nên gọi là cái hoài nghi. Nhưng mà trong cái nghĩa chuyên biệt của cái tâm si hoài nghi mà đề cập trong ví dụ pháp này đó, thì cái hoài nghi đó phải là một cái vấn đề mà liên quan đến tà kiến thì mới đáng gọi là hoài nghi. Còn nếu mà những cái gì những ngờ vật thông thường không có liên quan đến vấn đề tà kiến đó, thì không được gọi là si hoài nghi. Các vị nhớ kỹ điều này. Thí dụ giống như là khi mà chúng ta đang lái xe đến một trong một cái chỗ xa lạ, và mình đến một cái ngã ba, mình phân vân do dự, mình không biết là quẹo phải hay là rẽ trái, thì cái đó không phải là cái si hoài nghi đề cập ở đây. Mà cái si hoài nghi đề cập đến ở đây đó phải là cái hoài nghi mà do tà kiến tác động. Do đó một vị thánh A-la-hán thì các ngài không còn cái tâm si, nhưng mà cũng có trường hợp là các ngài không biết cái sự việc đó như thế nào. Cái tâm si ở đây nó giống như là một cái án mây che mờ. Trong cái thị lực của mình lẽ ra là mình có thể mình thấy xa hơn, nhưng mà do vì một cái án mây, nó làm mình một cái án mây, một cái sương mù, nó làm cản trở cái thị lực của mình, do đó mình không có thấy được, cho nên gọi cái trạng thái đó nó gọi là si nha. Si là một cái trạng thái tâm mà nó làm ngăn trở cái khả năng nhận thức được cái sự thật, thì cái đó gọi là si nói chung. Và cái si nào mà do cái tà kiến tác động khiến chúng ta phân vân lưỡng lự đó, thì cái si đó gọi là cái si hoài nghi. Còn cái si nào mà nó chỉ có cái vai trò đó, nó làm cho cái tâm của mình ấy, muội lược, không có thể nhận thức rõ được cái vấn đề do sự loạn động, do cái sự không yên tĩnh, thì cái si đó gọi là cái si phóng dật. Và cái ở đây các vị ghi chú thêm một điều là nếu mà cái tâm tham nó có một cái vai trò quan trọng đối với cái tâm sân, do có dục ái của trong tâm tham mà có cái tâm sân, thì ở đây trong một cái quan hệ giữa cái si và cái tham, thì chúng ta thấy nó có một cái quan hệ ngược lại, là ở trong tâm tham nào hay là ở trong cái tâm sân nào luôn luôn đều có mặt của si. Si có mặt ở trong cái si phóng dật á, có mặt ở trong mọi cái tâm bất thiện, thì cái tâm bất thiện là luôn luôn là có cái si phóng dật. Nhưng mà tại sao mà trong tham cũng có si phóng dật, trong sân cũng có cái si phóng dật, mà còn kể thêm cái si phóng dật riêng biệt? Ở đây là vì cái sự phóng dật á, tức là một cái trạng thái tâm loạn động lao chao, không có định tĩnh. Và cái sự loạn động lao chao không định tĩnh đó
nó đồng thời có mặt ở trong tâm tham, cũng có mặt ở trong tâm sân. Nhưng mà ở đây chúng ta học tại sao mà được kể riêng biệt. Chúng tôi tạm ví dụ, nó giống như là cái thân thể của chúng ta đó, nó luôn luôn là nó không có yên một chỗ. Thậm chí trong khi mà chúng ta ngồi chúng ta tụng kinh đó, thì trong khi chúng ta cũng lắc một chút đỉnh nghiêng qua nghiêng lại, các vị để ý không? Giống như các vị tôi mở cái webcam để cho các vị thấy cái hình rõ, tôi là đôi khi tôi chẳng bàn tôi cũng lắc qua lắc lại, không thể nào ngồi yên giống như cái bức tượng được. Thì cái điều đó nói rằng là cái việc mà nó loạn động như vậy, cái tâm nào nó cũng có. Thì cũng giống như ở trong cái hành động, cái sinh hoạt của mình, thì lúc nào cái thân thể của chúng ta nó cũng có cái ít nhiều, cũng có cái chuyển động. Ví dụ giống như là trong khi mà chúng ta xách nước, chúng ta trong khi chúng ta bựa củi, trong khi mà chúng ta quét nhà, lúc nào thân thể của mình nó cũng chuyển động chứ nó không có đứng yên. Nhưng mà tại sao có những cái lúc á, mà cái vấn đề mà giữ cho cái thân yên lặng nó lại là quan trọng. Chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta bưng một cái ly nước đầy, thì nếu mà cái thân thể của chúng ta nó mà nó không có giữ, cố gắng kìm giữ đứng yên thì cái ly nước nó sẽ đổ. Hoặc là trong cái lúc mà chúng ta cần những cái sự khéo léo của bàn tay, giống như là chúng ta cần phải vẽ một bức tranh hay chúng ta cần phải viết chữ, thì khi đó cái bàn tay chúng ta rung thì chúng ta không viết được. Hoặc là chúng ta tựa trên một cái vật, cái mặt phẳng nào đó mà cái mặt phẳng nó rung thì mình khó viết chữ. Tại vậy thì chúng ta thấy rằng là trong những cái trường hợp đó đó, thì cái tính ổn định là phải được đề cao. Vậy các vị Phật tử nào mà chúng ta hay chụp hình đó, thì chúng ta để ý rằng là những khi mà cái tay của chúng ta rung, như là khi mà mình ngồi trên xe đó, thì khi đó mình rất là khó chụp hình bởi vì cái tay mình nó rung. Và do đó ở trong các cái máy ảnh đó, nó có một cái bộ phận quan trọng cho máy ảnh đó, đó là cái bộ phận chống rung. Bởi vì nếu mà nó rung đó, thì cái ảnh chụp không có được. Thì nói về sinh hoạt hàng ngày đó, thì cái thân thể chúng ta nó là luôn luôn là nó không có, nó khó có đứng yên. Nhưng mà trong một số trường hợp đó, thì cái việc mà không được đứng yên đó, nó trở thành một cái vấn đề quan trọng. Thì tương tự như vậy đó, cái tâm thì tâm bất thiện đó, nó là luôn luôn là nó loạn động. Nhưng mà trong một số trường hợp đó, thì cái sự loạn động đó, cái sự không ổn định đó, nó trở thành cái vấn đề lớn. Và đặc biệt đó, đối với trường hợp của những người tu thiền, những người tu thiền đó, một trong những cái vấn đề lớn nhất đối với họ đó chính là cái tâm loạn động. Nhất là đối với những vị hành giả mà khi họ đã có cái giai đoạn chuẩn bị cho cái tâm lý rất là tốt, tức là không có để tham, không có để sân, thì khi đó cái vấn đề khó khăn nhất còn lại của vị hành giả đó chính là cái tâm si phóng dật, cái sự loạn động của cái tâm. Thì chính vì cái điều đó cho nên khi mà nói về cái tâm bất thiện, thì mặc dù là cái si phóng dật có mặt ở trong tất cả các tâm, nhưng mà vẫn kể nó riêng một cái tâm riêng biệt, bởi vì cái vai trò đặc biệt quan trọng nguyên trọng của cái phóng dật, cho nên là có cái tâm si phóng dật riêng. Thì ở đây các vị ghi về cái ghi về cái đặc tính của cái tâm và các chị biết vậy. Giờ chúng ta học về cái
cái đặc tính của cái tính cũng hoài nghi là ngờ vực. Cái tính năng của nó là cái biểu hiện là bát chúc bát tha nó là tâm không quyết đoán, bát chúc bát tha bát chúc bát tha nó bát chúc bát tha à cái gì cô về cái nhân sanh thì do ở đây chúng ta gọi là do suy nghĩ vụn về, nhưng mà cách dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu ở trong kinh Tạng là không như lý tác ý. Ở đây tôi viết thêm để cho các vị Phật tử nếu các vị Phật tử chúng ta khi mà đọc trong kinh Tạng gặp những cái cách nói như là không như lý tác ý vân vân, thì chúng ta biết là cái như này tức là không có suy nghĩ. Cái câu nói đó thì rất là thường gặp ở trong kinh, cho nên chúng tôi chú thích thêm vì nào có lãnh khi vì ghi thì cũng có lợi trong khi mà chúng ta đọc kinh. Các vị có ghi kịp không? Có ghi kịp không? Thưa hơi nhanh đó sư, hơi khó. Dạ, cảm ơn cô để thử xe lại. À, các vị, tôi nghĩ các vị đã viết xong, tôi viết tiếp với phần suy phóng dật. Vậy mà mặc dù cũng cái chữ đó của Bali
mà tôi cố gắng tôi viết đi tôi viết lại nó để mà nó cũng giúp cho các vị Phật tử, các vị cũng dễ nhớ, chứ thật ra các vị viết một lần thì cũng có thể khỏi viết là lần thứ hai. Cái nhân sanh này giữa cái hoài nghi và cái phóng dật thì giống nhau, mà sau này là chúng ta học đặc biệt riêng là cái gọi là không như lý tăng ý này. Chứ nếu mình chỉ để cái riêng cái chữ suy nghĩ vụng về không thì nó không có nêu bật được một cái phiền não đặc biệt là nguy hiểm. Thật ra có lẽ vì cái lý do đó mà Ngài Minh Châu này cũng dịch riêng cho cái trường hợp này là không như lý đặc ý. Ngài không có diễn đạt bằng cái cách thường, là bởi vì cái khả năng nguy hại của cái sự không như lý đặc ý. Bài trong các cái bài sau về đặc tính tâm hay ở cái sở hữu tâm thì chúng ta học rõ hơn về cái này. Cho nên tôi ghi suy nghĩ vụng về để cho các vị Phật tử dễ hiểu, nhưng mà cái quan trọng thì tôi cũng muốn đặt ghi kỹ cái cách sử dụng ở trong kinh tạng là không như lý tăng ý. Các vị có ghi kịp không? Có ghi đủ hết chưa? Dạ, kịp hết thưa sư. Dạ dạ, cảm ơn các bạn. Thì đó là bài học ngày hôm nay thì chúng ta học xong về cái tâm bất thiện. Nói như vậy đó thì chưa xong, bởi vì cái tâm bất thiện á, thật ra nói một cách đầy đủ, khi một cái tâm tham hay tâm sân tâm si á, sinh lên á, thì theo đó nó tới mười mấy cái đặc tính. Mười mấy cái đặc tính đi theo nó. Nhưng mà do vì á, là chúng ta chỉ học những cái đặc tính tiêu biểu riêng biệt của mỗi loại tâm, chẳng hạn giống như là đặc tính tà kiến ở trong cái tâm tham tà kiến, hay đặc tính hoài nghi ở trong cái tâm tham hoài nghi. Còn những đặc tính chung của các cái loại tâm hay đặc tính phổ biến chung cho các cái tâm bất thiện thì chúng ta sẽ học trong cái phần đặc tính tâm của cái sở hữu tâm. Còn ở đây á, chúng ta chỉ học những cái riêng biệt của các cái đặc tính của mỗi cái loại tâm tham có đặc tính riêng, cái tâm sân và tâm si như thế nào. Tương tự đối với cái sân và si cũng vậy. Còn cái đặc tính chung của ba cái tâm này hay là đặc tính chung của mỗi loại tâm thì chúng ta sẽ tìm
hiểu rõ hơn ở trong cái phần sở hữu tâm hoặc là đặc tính của tâm. Thì đây là cái bài học mà chúng ta học vừa học xong về cái tâm bất thiện. Thì thời gian thì nó cũng hết rồi, thì tôi kết thúc bài học ở đây. Còn lại 15 phút cuối cùng mới dành cho các vị Phật tử học viên nào có câu hỏi. Còn các vị Phật tử nào mà chúng ta không có câu hỏi thì chúng ta muốn ở lại nghe cũng được, hoặc là chúng ta cũng có thể chúng ta nghỉ ngơi làm việc công việc gì cũng được, mà tôi ngồi ở lại đây thêm đôi ba phút để cho các vị Phật tử nào chúng ta có câu hỏi. Dạ, con thưa sư. Dạ, con thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu Trí Đặng. Thưa sư, nếu người này có quan điểm rằng việc chính phủ tặng tiền cho tôi là điều hiển nhiên vì chính phủ phải lo lắng cho người dân, thì lúc này có gọi là hợp tà không ạ? Con nghĩ đây là cái câu hỏi ở buổi đầu là ôn bài á, thưa sư. À, cũng xin thưa các vị Phật tử, hôm nay cái chữ hợp tà đó là chỉ nói về cái vấn đề tà kiến thôi, chứ không có nói đến những cái quan điểm đúng sai các cái việc khác. Rồi. Cho nên là cái việc mà người ta nghĩ là chính phủ thì phải lo cho dân, là họ suy nghĩ gì đó mà không có liên quan đến cái vấn đề chánh tà ở đây. Và cái câu hỏi đó thì xin trả lời vắn tắt như vậy. Dạ thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu HM. Câu hỏi đó như sau: có cách nào đối trị với trạng thái đó không sư? Khi mình nhớ lại những hình ảnh hay cảnh đã trải qua, rồi lúc đó mình nên làm gì? Nãy sư có nói là mình nghe một lời nói khó nghe, rồi sau đó cứ lặp đi lặp lại. Dạ, đó là câu hỏi của đạo hữu HM. Dạ, cái phần mà những cái pháp mà đối trị phiền não, thí dụ như bây giờ ví dụ như là cái năm cái phiền não thô thiển mà cũng bị tu thiền để chứng đạt được sơ thiền, đó chính là cái năm cái truyền cái. Thì trong cái năm truyền cái đó, Đức Phật này có đưa ra cái năm cái pháp đối trị, và những cái pháp đối trị đó thì chúng ta sẽ học ở trong cái bài học tới, và tương đối là nó dài. Còn ở trong cái trường hợp cá biệt, tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như là mình để làm sao mà mình không phải bị cái ám ảnh của những cái chuyện mà vui buồn trong quá khứ, thì nó còn cái là cái khả năng nỗ lực của mỗi người khác nhau. Đó là trong cái trường hợp cụ thể. Thì cái về cái phương diện năm cái truyền cái này nhé, mà cái năm cái pháp đối trị đó, thì chúng ta sẽ học ở trong cái phần tập yếu. Và cũng xin lưu ý các vị Phật tử là những cái câu hỏi nào mà liên quan đến các cái bài học sau đó, thì tôi cũng xin trả lời vắn tắt là bởi vì những cái bài học sau chúng ta sẽ học cái phần đó. Và chưa kể đó là có những cái câu hỏi nó là do vì cái ý nghĩa nó quá dài, giống như là cái câu hỏi của vị Phật tử nào về cái pháp đối trị đó, là để kể hết đó, thì chắc là cũng phải là 3-4 lớp học mới nói hết đó, cái đó thành ra nó quá dài. Chúng tôi chỉ nói đại khái như vậy nha. Dạ thưa sư, còn một câu hỏi của đạo hữu Minh Ngạn ạ. Dạ thưa sư, thường hành giả sẽ suy nghĩ và tìm cách đối trị với các pháp bất thiện pháp, thì như vậy chỉ là cắt ngọn cỏ, sẽ chỉ làm các tâm bất thiện, pháp bất thiện thêm dưỡng chất phát sinh thôi, phải không ạ? Tu tứ niệm xứ là chỉ nhận diện, quan sát tất cả một cách trong sáng, không phân biệt đó là xấu tốt, thiện ác. Thì khi quan sát rõ, hiểu rõ, thì các tâm bất thiện, các pháp bất thiện sẽ tự diệt, thậm chí mình phải yêu thương nó nữa, vì nhờ đó mình mới nhận biết và hiểu rõ, để mà các pháp bất thiện đó không khởi lên. Con hiểu như vậy có đúng không ạ sư? À, cái quan điểm này đó thì thưa các vị, làm trước hết đó là khi mà Đức Phật ngày dạy về cái giới, cái định, cái tuệ, đó là cái cách mà
một vị hành giả để áp dụng ở trên cái đường, trên con đường mình diệt phiền não. Và cái cách mà nói rằng phiền não nó giống như là cái cách mình cắt cỏ, hay là mình đá đè cỏ, hay là mình diệt tận gốc rễ, chẳng qua là cái hình ảnh ví dụ để chúng ta hiểu về cái vai trò của giới, định và tuệ. Là bởi vì có những cái phiền não thô thiển được biểu lộ qua thân và khẩu, tức là qua hành động bằng thân, bằng lời nói, thì những cái hành động thô thiển đó vai trò của giới làm được. Ví dụ giống như là nhờ chúng ta giữ giới cho nên không, mình không có sát sanh, mình không có trộm cắp thì được. Nhưng mà đến cái vấn đề nội tâm của mình thì Đức Phật Ngài không có thể nào mà Ngài cấm chế, là khi mà mình nhìn cái món đồ nào đó mình không có được khởi lòng tham, không khởi lòng sân, mình không có thể nào mà cái giới giữ đến mức độ đó. Để được cái mức độ đó, đó thì phải cái giai đoạn thứ hai, đó là cái giai đoạn thiền định, gọi là định. Và cái định là như thế nào? Là cái định ở đây đó là vị hành giả tu tập đi, vị hành giả đó thâm nhập vào một cái loại hạnh phúc khác lớn hơn cái hạnh phúc tủ dục mình đang có. Và bằng cái hạnh phúc đó cho nên vị hành giả tạm thời được lắng động cái hạnh phúc ngũ dục trước đây của mình. Nó giống như là hồi nhỏ đó, là khi mà chúng ta còn trẻ thơ đó, thì cái niềm vui của mình là những cái món đồ chơi. Rồi khi mà mình lớn lên đó, mình có những cái niềm vui khác lớn hơn. Nhờ những cái niềm vui khác lớn hơn đó, mình không còn thích những cái món đồ chơi hồi nhỏ nữa. Thì cũng giống như là vị hành giả chứng được cái thiền định đó, là nhờ cái hạnh phúc của thiền định cho nên cái lòng dục đối với các cái cảnh tầng nó được lắng động. Nhưng mà nó chỉ tạm thời thôi, tức là khi mà vị đó, cái thiền định của vị đó bị hoại do vì vị đó mệnh chung sanh cái cảnh giới khác, hay là do cái phiền não trong đời quá khứ mà nó nhằm cái cơ hội nó bộc phát, nó làm hủy hoại cái hạnh phúc của thiền định đó, thì vị đó vẫn còn trở lui. Cho nên các ngài ví dụ như rằng là giống như là đá mà mình chỉ lấy đỏ cỏ, mình cỏ mình chỉ lấy đá mình đè tạm thời cỏ nó không mọc được, nhưng mà cái viên đá đó lấy ra thì cỏ vẫn tiếp tục mọc. Còn cái tuệ đó là vị đó nó sát trừ phiền não thẳng bằng cái trí tuệ, cho nên là cái phiền não nó không còn cái cơ hội để sanh trở lại, giống như là cỏ mà chúng ta diệt tận gốc rễ. Còn cái việc mà cái phiền não chúng ta mường tượng rằng là giống như là một số loài cỏ đi, mà nếu mà mình chỉ cắt ngang không, nó thậm chí là nó mọc còn mạnh hơn nữa, nó giống như là cách người ta làm vườn như vậy đó, giống như là cách là chăm sóc mai qua cái mùa Tết thì người ta cắt hết để người ta dưỡng cái bông sau này. Thì đó là cái cách chúng ta suy diễn từ cái câu nói rằng là cái thiền, cái giai đoạn mà cắt cỏ nó giống như là mình, nó giống như cỏ mình bị cắt nó không khéo thì nó càng sinh trưởng, thì cái phiền não mà mình kiềm chế không khéo thì nó còn bộc phát mạnh hơn. Và do đó là có nhiều người ta nói rằng là đối với cái phiền não mình thậm chí mình vẫn còn phải yêu thương nó, bởi vì mình yêu thương nó, bởi vì nhờ nó mình giải thoát vân vân, đó là cái vấn đề khác. Có đó là một cái vấn đề khác, và cái khác ở đây nó là một cái khác nguy hiểm, tôi cũng thưa các vị. Là bởi vì có nhiều cái cách giải thích đó mà chúng ta không có khéo, càng lúc đó mình nó càng nguy hiểm hơn. Mình nhờ nó là một cái việc khác, mình nâng niu nó là một cái việc khác. Giống như là ở trong kinh có người hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng là khi mà một vị chứng thánh quả thì khi đó vị đó phải chăm sóc cái thân tứ đại này, giống như là phải ăn uống, phải uống thuốc men vân vân, điều đó có phải là vị A-la-hán Ngài còn cái yêu cái thân của mình giống như là phàm phu? Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài trả lời rằng là thưa hiền giả, nó cũng giống như là một người bị bệnh ghẻ lở, và do vì để khỏi có nhiễm trùng thì người đó phải thoa thuốc, phải băng bó cho cái mực ghẻ lở đó. Như vậy điều đó có phải rằng là cái bệnh nhân đó rất là yêu thương cái mực ghẻ mà phải băng bó nó hay không? Thì vị trì kheo này nói là bà tôn giả hoàn toàn không phải như vậy, là bởi vì làm như vậy đó để nó đỡ lở rét hơn. Thì trong những cái trường hợp đó, nó tùy theo cái cách mà chúng ta diễn dịch. Cho nên là tôi chỉ thưa với cái vị Phật tử mà vừa hỏi câu hỏi vừa rồi, đó là trong những cái cách mà chúng ta cần phải vừa
vậy mình thậm chí đôi khi mình phải thương yêu phiền não bởi vì nhờ nó mình thoát khỏi sinh tử. Thì đối với tôi, chúng ta học nhiều pháp thì tôi đề nghị mình tránh những cái cách nói đó, bởi vì những cái cách nói nó không khéo đó, là mình nghĩ rằng mình cần phải trưởng dưỡng thêm cái phiền não. Ở ví dụ pháp chúng ta, cái mục đích chúng ta chỉ học như thế này là trong ví dụ pháp đó, các vị thấy là chúng học ví dụ pháp có không có việc mà nói cái việc này nên làm hay việc kia không làm, mà học ví dụ pháp đó, là chúng ta học cái bản chất của thật của nó, rồi tùy cái bản chất đó chúng ta ứng dụng ở đâu. Nó giống như là khi mà chúng ta học cái hóa học đó, thì chúng ta bị biết mỗi cái thành phần hóa học đó nó có cái tác dụng như thế nào, còn cái việc ứng dụng của nó là cái công việc của người khác. Thì cái học ví dụ pháp đó để chúng ta biết ra bản chất của cái thiện như thế nào, cái bản chất bất thiện như thế nào, còn cái việc ứng dụng nó đó thì trong kinh đã có Đức Phật và chư vị thánh nhân hướng dẫn chúng ta làm cái ứng dụng đó. Và cái mẹo học ví dụ pháp ở đây là chúng ta học cái đặc tính của cái tham là gì, cái đặc tính của sân là gì, và khi mình biết cái đặc tính đó để mà mình tránh hay là mình phát triển về cái đặc tính đó. Nó giống như là chúng ta học cái tập tính của loài vật, con loài vật đó thì nó thích cái gì, cái loài vật kia, rồi cái loài vật đó nó ghét cái gì. Nhờ mình biết được cái sở thích của loài vật đó, nó thích cái gì, nó ghét cái gì, mình dễ dàng mình huấn luyện nó, mình dễ dàng mình nuôi nó. Thì tương tự như vậy, ở trong kinh Đức Phật này còn dạy mỗi cái loại tâm như vậy đó, nó có cái gọi là cái thức ăn và cái phép đối trị. Thức ăn đây tức là gì? Tức là cái môi trường, cái điều kiện cho nó phát triển. Và cái pháp đối trị đó, tức là cái cách nào đó mà làm cho nó giảm thiểu, gọi là cái pháp đối trị. Thì cái việc học ví dụ pháp của chúng ta đó là chúng ta học như vậy. Còn về cái vấn đề thiền định, nhất là những cái vấn đề trụ tượng mà mình diễn đạt không khéo quá, thì nó trở thành nguy hiểm. Dạ. Và tự nhiên là mình không có thể nào mình nghĩ rằng là từ cái hình ảnh này mình siêu qua cái hình ảnh khác. Ví dụ giống như là mình thấy rằng là cái cây cỏ, một số loài cây mà mình cắt nó thì nó còn đâm chồi lẫy lọc nhiều hơn. Còn như vậy thì đối với phiền não nữa, khi mình còn kiềm chế nó thì không khéo quá thì nó còn bộc phát nhiều hơn. Thì mình theo cái suy nghĩ giống như cái cách mình làm vườn, có đôi khi lại là nó là lệch lạc. Thì chúng tôi cũng xin trả lời một cái thẳng thắn như vậy. Dạ. Và các vị, nếu mà các vị nào mà nó không có vừa ý thì chúng ta có thể mình hỏi nhiều vị giảng sư hay là mình đọc thêm sách vở. Sa thú. Dạ thưa sư, có thêm câu hỏi của đạo hữu Giả Quỳ Nguyên Giang ạ. Thưa dạ. Sư, hoài nghi về giải thoát hay về Phật Pháp Tăng hay là hoài nghi chuyện đời nữa ạ? Là câu hỏi của Giả Quỳ Nguyên Giang ạ. À, sở dĩ mà hồi nãy tôi nói đến cái vấn đề hoài nghi á, mà tôi không có đưa cái vấn đề cụ thể giống như một số sách giải thích về cái siêu hoài nghi. Một số sách đó khi mà nói về siêu hoài nghi đó là hoài nghi về Phật, hoài nghi về Pháp, hoài nghi về Tăng, hoài nghi về nghiệp báo, hoài nghi về tính duyên khởi, hoài nghi về tứ đế. Yeah. Nhưng mà do vì tôi không có đưa ra một cái tình huống đó cụ thể như vậy đó, là bởi vì nói về cái hoài nghi Phật á, nó không phải cái hoài nghi nào cũng gọi là cái si hoài nghi. Cũng tương tự như vậy với Pháp đối với Tăng. Do đó mà tôi không có nói rằng là hoài nghi Phật là nó được kể một cái si hoài nghi ở trong ví dụ Pháp. Ví dụ giống như là một lần á, ngày Xá Lợi Phất á, khi mà ngày xả thiền ra đó, thì ngày có cái thắc mắc, có cái ngoài hoài nghi là không biết rằng là giáo Pháp chư Phật ở trong quá khứ á, là tất sau khi mà vị đó viên tịch rồi đó, thì cái thời gian mà để lại giáo pháp đó, nó có giống nhau hay không, hay là có vị thì giáo pháp để là lâu dài, có vị thì ngắn hạn. Rồi ngài mới đi đến ngài bạch, ngài hỏi Đức Phật, thì cái đó đó cũng là cái hoài nghi về một cái vị liên quan đến Phật, nhưng mà nó không phải là cái si hoài nghi. Do vậy mà khi mà những cái tài liệu mà viết gọn á, thường thường là để cho những cái giáo trình cho các vị giảng sư trình bày, chứ đôi khi chúng ta chỉ đọc đơn giản qua đó thì nó cũng là cái khó. Và nếu như vậy thì đôi khi mấy vị giảng sư giảng chi. Do vậy khi mà nói là các loại hoài nghi thì ta để là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, cái là si hoài nghi. Nhưng mà khi mà chúng ta được học qua là chúng ta phải hiểu rằng là trong trường hợp nào hoài nghi về Đức Phật như thế nào mới gọi là cái si hoài nghi.
Còn cái thắc mắc như thế nào đó, thì không phải là si hoài nghi, chứ không phải là cái nào về Đức Phật đó cũng là gọi là si hoài nghi hết. Và cái trường hợp mà tôi đơn cử là một vị thánh A-la-hán như Ngài Sát La Phất mà hoài nghi về Đức Phật, mà không, một vị thánh A-la-hán tại sao còn si nữa đâu mà hoài nghi, không không hoài nghi. Và nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là Ngài vẫn còn thắc mắc về Đức Phật, là Ngài vẫn còn hoài nghi về, chứ không phải không có. Dạ. Như vậy là tôi xin trả lời với đạo hữu Phật học, vị Phật học viên nào đó, giáo vị Quyền Nguyên Giang là, dạ, là không phải trường hợp nào hoài nghi về Phật cũng được gọi là si hoài nghi. Sa thú câu trả lời của sư ạ. Chúng con kính tri ân sư. Dạ thưa sư, có câu hỏi tiếp của đạo hữu Trí Đặng ạ. Dạ, dạ thưa sư, cho con hỏi là trong các tâm bất thiện, con có thấy tham sân si hợp với hoài nghi, si hợp với phóng dật, cũng là bốn triền cái trong năm triền cái, vậy tại sao không có si hôn trầm ạ? Là câu hỏi của đạo hữu Trí Đặng. Con kính nhường mic đến. Cái hôn trầm á là nó cũng đi ở trong cái nhiều cái loại tâm, trong đó có cái si. Nhưng mà do vì cái hôn trầm á nó có cái đặc tính riêng cho nên là được kể là riêng, và cái phần này chúng ta sẽ học rõ hơn ở trong cái phần sở hữu tâm. Bởi vì hồi nãy tôi có nói các vị đó, một tâm sinh lên á, nó không phải nó chỉ có một cái đặc tính mà rất là nhiều cái đặc tính. Và sở dĩ khi mà chúng ta học về tâm tham, tâm sân, tâm si đó, là chúng ta chỉ kể những cái đặc tính riêng biệt thôi. Còn rất là nhiều cái đặc tính chung của các cái loại tâm này, chẳng hạn giống như là nói về cái si phần, si vô tàm, vô quý, phóng dật, thì bốn cái đặc tính này nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm bất thiện. Cái trường hợp của Phật tử này hỏi đó, nó cũng là cái trường hợp mà nó cũng có mặt ở trong một số cái loại tâm, nhưng mà nó không phải là cái trường hợp tiêu biểu, cho nên chúng ta chưa tìm hiểu. Chẳng hạn giống như là nói về cái tâm hỗ trợ, tức là cái tâm cần phải có cái động lực thúc đẩy, thì cái tâm đó nó đã có cái hôn trầm thị miên trong đó. Nhưng mà do vì để cái bài học giản dị hơn cho nên tôi không có đề cập, và cái phần này sẽ được đề cập đến ở trong cái bài sở hữu tâm. Chứ còn mà nếu mà đề cập luôn ở trong cái phần này đó thì nó sẽ làm rối rắm cho các vị. Dạ, thì tôi cũng xin thưa với các vị là cái hôn trầm thị miên á là nó sẽ có mặt ở trong nhiều tâm nữa, mà ở đây là chỉ đơn cử những cái nó những cái đặc tính tiêu biểu của cái tham, cái sân, cái si, và nhờ cái đặc tính đó cho nên chúng ta mới gọi cái tên nó rõ ràng là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ, vân vân. Chứ ngoài cái yếu tố là cái thọ hỷ, ngoài yếu tố hợp tà, ngoài yếu tố vô trợ thì nó còn rất là nhiều cái đặc tính khác. Như vậy thì các đừng có thắc mắc, là tạm thời chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần đó ở trong cái phần sở hữu. Giờ sư xin trả lời như vậy. Dạ, sa thú. Dạ thưa sư, có một câu hỏi thêm của đạo hữu HM. Là đạo hữu HM muốn biết bài kinh mà có mục ghẻ và thêm bài kinh mà của câu hỏi về si hoài nghi á, thì thuộc bài kinh nào thưa sư? Cái này để các vị, để tôi tìm lại cái xuất xứ nha. Bởi vì đôi khi đọc xong rồi cái không có nhớ cụ thể cái bài kinh nào, nhưng mà đây cũng là những cái chi tiết rất là quan trọng. Dạ. Và đối với bản thân tôi đặc biệt là tôi thích cái hình ảnh mà Ngài Xá Lợi Phất hay Đức Phật Ngài ví dụ về cái mục ghẻ đối với cái sự chăm sóc cái thân thể của một vị thánh. Nó giống như là người bệnh chăm sóc cái mục ghẻ của mình vậy. Tôi rất là thích cái ví dụ đó. Nhưng mà do vì cái ví dụ đó mà đọc lâu rồi tôi cũng chưa không có nhớ rõ cái bài kinh cụ thể nào, tôi sẽ khi nào tiện thôi chứ không nhớ chắc. Bởi vì khi mà tôi giảng bài cho các vị Phật tử đó thì cái thời gian mất thời giờ nhiều nhất đó là cái thời gian mà truy xuất tìm lại cái xuất xứ trong kinh điển mà tôi post lên trên màn hình cho các vị, và cái thời gian đó tương đối là mất thời giờ, nó mất thời giờ đến mức độ mà có đôi khi tôi nghĩ rằng là do vì đây là cái lớp học, không phải là khi viết sách thì phải cho cái xuất xứ rõ ràng,
Còn nếu mà lớp học quá thì nhiều khi nó làm mất thời giờ quá. Dạ. Nhưng mà cũng cũng rất là hoan hỷ khi mà các vị Phật tử chúng ta học pháp, thì chúng ta mong cái chuyện gì, dù vị pháp sư đó là ai, vị giảng sư đó là ai, thì cái điều đó nói điều gì nó phải có trong kinh điển. Và tôi cũng cố gắng khi mà tôi nói cái điều gì trong kinh đó, thì tôi cũng cố gắng phụ lục ở đâu đó khi bị hỏi điều đó kinh nào nói, tôi không biết được trả lời, nó cũng hơi kỳ. Thì câu này tôi cũng hứa là tôi bảo lưu lại, là tôi sẽ tìm được cái xuất xứ rồi tôi gửi lại các vị học viên. Dạ. Các vị còn có hỏi nào nữa không ạ? Dạ thưa sư, hiện con đã thấy câu sa thú của các đạo hữu có câu hỏi như đạo hữu HM, đạo hữu Gã Quỳ Nguyên Giang và đạo hữu Minh Ngạn. Hiện giờ thì con chưa thấy có câu hỏi nào. Dạ chắc là đã hết. Dạ chắc là đủ ngày hôm nay ạ. Dạ. Chúng con kính tri ân sư ạ. Kính tri ân sư ạ. Dạ dạ, chúng ta kết thúc lớp học ở đây. Chúng ta kính chúc ra. Dạ con kính tri ân sư. Chúc tất cả các vị có một đêm an lành.